Tiếp sức hồi sinh, hãy cho nhau nụ cười. Tiếp sức hồi sinh, hãy cho nhau cuộc đời. Vì cuộc đời, những mảnh đời bất hạnh, những số phận kém may mắn, hãy đến với chúng tôi, chương trình Tiếp sức hồi sinh. Những bàn tay thời khắc định mệnh, cần lắm những bàn tay. Nghẽn mạch cản trở lưu thông máu, gây đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, u tai, mất ngủ, suy giảm trí nhớ. Nghẽn mạch nguy cơ đột quỵ, tai biến mạch máu não, đau tức ngực, nhồi máu cơ tim, gây tê bì, đau nhức chân tay. Hoạt huyết CM3 dùng cho người thiểu năng tuần hoàn não, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, u tai, mất ngủ, giấc ngủ chập chờn, suy giảm trí nhớ, đau mỏi cổ, vai, gáy, đau tức ngực, tê bì, đau nhức chân tay, người đau tức ngực trong bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Hoạt huyết CM3 dùng cho mọi lứa tuổi. Hoạt huyết CM3 của Phúc Vinh kế thừa và phát huy đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Tiếp sức hồi sinh. Thưa quý vị, tuần vừa rồi chúng ta đã đồng hành với nhân vật đang gặp khó khăn trong cuộc sống trong chương trình Tiếp sức hồi sinh. Chắc chắn quý vị cũng đang chờ đợi xem tuần này nhân vật đó có sự thay đổi gì không và hình ảnh như thế nào, có khác tuần trước không. Mời quý vị đến với phóng sự sau đây. Dạ chào chị, dạ. Em là Kiều Khanh, đại sứ của chương trình Tiếp sức hồi sinh. Dạ. Thì lúc nãy em vừa mới gặp bác sĩ ở ngoài á, bác sĩ có nói là ngày mai bác sĩ sẽ khám lại và cho chị xuất viện. Dạ. Chúc mừng chị. Rồi bác sĩ cũng sẽ gửi thuốc và cho chị để chị tiếp tục điều trị và sẽ sớm quay lại để tái khám. Dạ. Dạ. Em đến để đại diện chương trình gửi tặng chị một ít quà. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô Khanh rất nhiều. Dạ. Dạ. Chị thấy sao rồi ạ? Các ngành mà giúp Mạnh Thường Quân mà giúp được em thì cái chân em lành lặn thì đúng là em cảm ơn thật là suốt đời không bao giờ em quên được. Công ơn. Hôm nay em đi được là em mừng. Dạ, em cũng chúc cho chị được nhiều sức khỏe để chị tiếp tục công việc để lo cho bản thân mình sau này. Dạ. Rồi chị phải vui lên nha. Dạ. Cười vui lên nha chị. Dạ. Rồi, chúc mừng chị. Dạ. Xin chúc mừng cho nhân vật tuần vừa rồi cũng đã có một ánh sáng trong cuộc sống và có sự thay đổi, thưa quý vị. Và mong lắm thay nhiều Mạnh Thường Quân hơn nữa sẽ giúp đỡ cho nhân vật của chúng tôi. Còn bây giờ, tuần này, nhân vật nào đây sẽ được tiếp sức, thưa quý vị? Và họ đang làm ở đâu, nghề nghiệp nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Tiếp nối cuộc hành trình với sứ mệnh đi tìm sự sống, chương trình Tiếp sức hồi sinh đã vượt đường xa xa xôi để đến với tỉnh Phú Yên. Và nơi mà chúng tôi sẽ dừng chân trong cuộc hành trình lần này là gia đình anh Huỳnh Văn Hay. Dạ con chào ông. Dạ chị chào em. À chào cô. Dạ ông cho con hỏi ở đây có phải là nhà anh Huỳnh Văn Hay không vậy ông? Đúng rồi cô. Dạ. Ừ. Từ nãy con đi tìm quá trời giờ con mới gặp. Dạ ông có thể cho con xin phép cô xin... tìm được cái chuyện gì thì mời cô ngồi. Dạ cảm ơn ông, cảm ơn chị. Con là ca sĩ Khánh Băng, đại sứ của chương trình Tiếp sức hồi sinh. Vâng. Hôm nay con đến đây để thăm gia đình. Mà ông là cái gì của anh Huỳnh Văn Hay vậy ông? À, tôi là cha của Huỳnh Văn Hay. Dạ dạ. Ủa, chị là cái gì của anh Hay? Dạ em nè, con gái. À con gái của anh Hay. Mấy bữa nay chị có vô thăm ta chị không? Dạ cũng đi gần lần nhà con nhỏ mới đi cũng được. Dạ. Ủa chị thì bé này là gì của gia đình? Dạ con tụi em. Là bé này đó được bao nhiêu tuổi rồi chị? 6. 6 tuổi. 6 tuổi. Còn bé là chị ấm? Được 3 tháng. Dạ.
Dạ con cũng nghe ở bệnh viện á, có báo với lại bên con là anh hay đi trên đường đi làm về bị tai nạn. Thì con không biết là sức khỏe của anh hay như thế nào vậy không? Chắc chắn là bị nó còn bị cũng hơi nặng là vì gãy chân. Dạ. Bây giờ gia đình thật với cô là gia đình cũng quá khó khăn. Dạ. Tôi là ông nội có mấy đứa đây. Bây giờ nhà nó đây, tôi nói thiệt với cô, nhà nó đây cũng nguyên thủy hồi vợ chồng già tôi cất rồi, vợ chồng cũng khổ lắm, cho nó ớ vậy thôi. Tôi cũng chẳng, tụi nó cũng chẳng làm được cái chuyện gì cho nó có ra đó. Tôi thì cũng khổ, nhưng bây giờ cuối cùng thì tôi cũng về với tá túc với nó vậy thôi. Theo tôi nghĩ là đời của tôi đã đau khổ khó khăn rồi, bây giờ tới con nó đã, nó cũng tiếp tới cái chỗ đã khó khăn nữa, rồi đây là tới con của nó, tức là cháu tôi. Sự thiệt là thưa hết tất cả là gia đình của tôi, từ tới tôi tới lớp ông nội tới cha của nó, ông nội tuổi này cũng là cái vết tích nó, cái nếp nó khó khăn, nó từ lâu rồi nó kéo dài, đó là sự thiệt. Từ cái chỗ mà nó khó khăn rồi, không có thứ gì mà gượng gạo được, hết tất cả những cái kinh tế mà lên hết. Sự thiệt cái quý đồ như vậy thì bây giờ con tôi nó cũng cái đó là cái đau khổ, cái rủi ro đau khổ của nó. Thì chính tôi là người ông nội cũng chẳng biết làm sao, thì bây giờ cứ chấp hết qua lại ở nhà với cháu như vậy thôi. Thì có đoàn đến thì cũng sự thiệt ra thì tôi cũng thấy mặt gia đình cũng mừng, thì cũng nhờ đoàn và các cái nhà mạnh quân bên ngoài để giúp đỡ cho gia đình con tôi, hoặc là toàn bộ là gia đình già, thân già cho tôi và con tôi để sớm bình phục, để đi làm ăn, để nuôi con nuôi cháu. Rồi chứ bây giờ nó chưa có ăn có đâu, nó nuôi tôi. Sự thiệt như vậy đấy, giờ tôi sẽ càng đau khổ hơn nữa. Già là trên 80 tuổi rồi, bây giờ ở nhà thì nuôi cháu, chứ bây giờ có cái chuyện gì làm tới đồ. Sự thiệt nó đau khổ thì nó chầm chấp, nó trầm gấp cái chuyện đau khổ như vậy. Một ngôi nhà đã xuống cấp bởi thời gian và thiếu đi bàn tay của người đàn ông trụ cột, khi được hỏi đến ước mong của người cha già, ông chẳng mong giàu sang hay phú quý, chỉ cầu ơn trên phù hộ cho con cháu được sức khỏe bình an. Một mơ ước cứ tưởng là bình thường ấy là mong mỏi lớn nhất của người đàn ông khi ở vào tuổi gần đất xa trời. Chương trình tiếp sức hồi sinh xin kính chào quý vị. Bây giờ thì chúng tôi đang ở khu vực miền Trung quý vị. Thời tiết hiện nay rất là nắng nóng, có thể nói lên gần đến 40 độ. Chương trình tiếp sức hồi sinh đang có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Và ngày hôm nay chương trình sẽ tiếp sức hồi sinh cho bệnh nhân nào đây? Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào anh chị. Yeah. Tôi là Quyền Linh. Trong chương trình tiếp sức hồi sinh được nhận cái hồ sơ của anh chị, tôi đến đây thăm anh chị. Tình hình của anh sao mà tai nạn thế này anh? Đi làm gì à? Dạ. Hồi bị người ta gạt. Đi làm gì ấy? Hồi bị gạt ly. Anh chạy đúng luật không? Đúng luật. Dạ đúng, nó gạt là bỏ nó chạy. Hả? Nó gạt là bỏ nó chạy rồi không có biết. À cái người kia họ dạ. Họ chạy. Chờ về đâu chớ tôi lành đi, cái nó gạt là bỏ nó chạy rồi đi làm gì à? Xem cho ấy thua tôi cũng đi làm không biết, ở chiều ở trong khi đó là 5 giờ rồi, ngồi đeo cái con đeo người ta đi đưa hỏi, người ta thấy đeo chị giờ kêu con đeo ấy, trong khi đó tôi đang làm đeo tôi báo tôi chạy gì à, chạy gì ở thấy người ta nó đưa gì mình tao bệnh viện này chờ điện anh em tao tao nó còn có tiền cái mẹ kia bữa đi về bệnh viện đến khác không có tiền cái mẹ còn đầu giờ đi xin anh em đồ xúm cho chữa cho ông ấy. Anh chị có mấy cháu rồi? Dạ hai cháu, con là ba chồng rau, còn thằng thì em hai tuổi mà nó cũng đi làm mướn cho để có tiền để cho học. Nhà cũng có ruộng có đất đồ cũng đi làm mướn, ai muốn đi làm nấy à. Tôi nó thiệt cho một tháng 12 tháng tôi làm biết, cũng đi làm chuyện nghe cho nó nè, làm biết rồi đều tới ngày 29-30 rồi bắt đầu làm mi nghĩ lận. Anh là làm gì? Biển. Làm biển anh hả? Dạ.
Mà miễn là làm cụ thể làm gì chị? Đi mướn. Đi mướn cho người ta vậy. Đại khái mình làm mướn cho người ta. Làm ở dưới biển á hả? Dạ. Làm mướn cho người ta. Công việc là gì anh? Hầu đúa, hầu lưới cũng có, đi câu rồi hầu làm mướn thì đại khái bên chung là mướn thì làm đấy. Rồi để ra thế thôi. Dạ. Mướn thì làm đấy, tại là tôi là người ở biển mà. Dạ. Mướn thì làm đấy, mướn thì làm đấy à. Chứ cũng không biết thì ngờ là tại là mình đi làm mướn đâu, phải ngờ chính mình là mình biết ngờ gì. Dạ. Từ hôm nay là bệnh viện thì tiền điều trị sao chị? Dạ, cũng như chạy nó kêu đám tiền rồi thì cứ chạy rồi đi xin rồi đi mượn anh em rồi đi xin rồi ai cho được nhiêu rồi đều cứ đem về đóng vậy cho sợ cái cắn ông ấy. Cứ giờ xin rồi về đóng rồi đều cứ bỏ ông đem đi rồi đem chạy mượn rồi đi xin cùng hết à. Ngày cắn đó cũng hết mười mấy triệu rồi, ngày giờ khổ quá giờ mới có. Đi xin rồi anh em ai cho rồi đi xin lần sớm rồi anh ạ à, rồi cũng mở ra. Ăn uống bệnh viện sao chị? Dạ ăn uống rồi xin cơm về từ thiện này à. Dạ xin cơm từ thiện vô 2 giờ chiều mà ăn giữa khổ để có tiền để mua. Cô đi chợ thì xin tiền đây mà đâu có đâu. Cứ đêm đều đây này xin cơm từ thiện cứ sáng trưa chiều. Má bà chị bên đây này má bà thấy tàu rồi má bà xin má bà cho phiếu em. Ở 2 giờ chiều mà cứ xin cơm ăn, ổ chén chéo, ổ trưa cơm, ổ chiều cơm cứ xin cho em mấy bà cô, mấy bà thấy tàu. Mấy bà cho thêm phần nữa, anh nào vô ăn chơi, anh xin cơm từ thiện ăn không à. Rồi bên nội bên ngoại có giúp đỡ gì được không? Dạ bên nội ngoại về cô hết rồi. Về cô hết rồi, đâu có ai giúp đỡ đâu. Quê chị là ở đâu? Dạ quê chị cũng, quê tôi cũng ở bên á. Bên nào chị? Bên Phường là ở Phú Yên luôn. Dạ Phú Yên luôn. Còn anh cũng ở đó luôn. Vợ sát qua luôn. Rồi bác sĩ nói tình hình cái chân của anh sao? Giờ cái chân đi là như bác sĩ, không bác sĩ là giờ đỡ cái chân ổn định xong rồi bắt đầu là phải xuống đưa phòng mổ phải mê lại một lần nữa. Ổng hai giai đoạn 2-3 lần lận. Chứ ổng là bác sĩ nó chưa cho giờ được. Vì chàng cô máy cô kia vô một lượt ổng là chuẩn bị xuất viện hết rồi. Bác sĩ nói là giờ đi xuống rồi mê lại cái vết thương. Rồi bắt đầu là làm mê đúng là bắt đầu một tuần mà cho bác sĩ nó cho giờ. Do cái cắn ổng nó nặng. Dạ. Yeah. Cái này mà không có điều trị sớm á, nó sẽ gặp vi trùng nó xâm nhập vào, nó hoại tử chân nữa. Dạ. Rất là nguy hiểm. Dạ. Nó bị chắc là bị xương ở phần trong á. Chứ nếu mà gặp ở bên ngoài thì không sao, phần mềm sao như thế này chắc bị xương ở trong á. Dạ, bị xương, bị gãy mà. Gãy luôn dạ, hả? Dạ, gãy tiền luôn mà. Gãy tiền mố đỡ bó ốc một chấm á. Dạ, gãy tiền mố chấm. Đâu phải nuôi dạ. ở bên ngoài thôi, đâu nè mình dài ở đây. Dạ. Hôm nay chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh đến đây cũng chia sẻ với anh chị cái xui rủi trong cuộc sống ha. Và cái kém may mắn trong cuộc sống đó. Bây giờ thì Quỳ Linh sẽ đến để gặp các bác sĩ điều trị cho anh. Các bác sĩ ở khoa đó, khoa ngoại chấn thương. Để xem tình hình anh như thế nào, xem chúng ta sẽ điều trị ra sao, rồi thuốc men thế nào. Quỳ Linh sẽ quay trở lại gặp anh chị. Thôi anh chị nghỉ ngơi nha. Tôi cảm ơn anh. Rồi, anh cứ nghỉ ngơi nha. Dạ. Anh sẽ quay trở lại. Dạ. Xin chào quý vị, bây giờ thì Quỳ Linh đang theo dõi hồ sơ của Văn Hay, sinh năm 1968, đang điều trị tại khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Chúng tôi đang làm việc với bác sĩ Trương Ba Ngạc là trưởng khoa, và đây là điều dưỡng trưởng là Diễm Kiều, để tìm hiểu nguyên nhân cũng như tình trạng và phương pháp điều trị của bệnh nhân, để chúng ta có thể cùng nhau tiếp sức. Xin chào bác sĩ Ngạc ạ. Dạ, bác có thể cho khán giả truyền hình cũng như mình thường quân biết được về tình hình của bệnh nhân này lúc nhập viện trong tình trạng như thế nào? Thì như trên phim X quang chúng ta thấy là bệnh nhân bị gãy cái đầu trên của cái cẳng chân. Đầu trên cẳng chân mà gãy cũng gãy cũng khá nát, nhiều đường, nhiều mảnh. Thì cái loại gãy này nó có một cái nguy hiểm, cũng rất là nguy hiểm. Thì chúng ta biết thì cái mạch máu từ trên đùi đi xuống thì nó qua ngay chỗ này. Thì khi bị chấn thương gãy như thế này thì có thể nó dập cái mạch máu. Mà khi mà dập mạch máu mà nặng mình không xử lý kịp á thì có khả năng nó hoại tử cái chân. Nhưng như một số trường hợp mà đã bị hoại tử cẳng chân, phải cắt cẳng chân là do cái chỗ này, thường thường là gãy chỗ này, thì nó làm hoại tử cái, nó tắc cái mạch máu và nó làm hoại tử cẳng chân. Thì đa số là nằm ở trên cái gãy ở vùng này thì bị như vậy. Cho nên là vào bệnh viện thì phải tiếp nhận và đánh giá là phải phẫu thuật ngay để mình vừa là giải quyết cái xương, nhưng mà cái quan trọng hơn là mình phải kiểm tra cái mạch máu. Nếu mạch máu nó còn tốt thì mình yên tâm, mà nếu cái mạch máu có vấn đề gì mình phải xử lý cái mạch máu ngay, chứ không là nếu không là nó sẽ hoại tử cẳng chân.
Vậy thì tình hình mà bệnh nhân hay là cái mạch máu như thế nào ạ? Sau khi vào phẫu thuật thì mạch máu thì nó còn nguyên, chưa có bị tổn thương. Chỉ cho nên là chỉ dùng nẹp vít để mà kết hợp các cái xương này lại với nhau. Thì trong quá trình điều trị thì nó có ảnh hưởng gì tới mạch máu tiếp theo nữa không? Trong quá trình điều trị thì mình cũng phải rất là cẩn thận. Cẩn thận cho mình, cẩn thận trong quá trình di chuyển rồi vân vân, hướng dẫn bệnh nhân. Mình không có làm căng cái vùng này, vùng gối này, không nó cũng dễ bị tổn thương cái mạch máu. Bởi vì nó chấn thương rồi thì nó có thể bị cái lòng mạch nó bị chấn thương, cho nên cái mạch máu nó cái dễ bị đông ở trong lòng mạch. Thì nếu mà đông ra thì nó vẫn bị tổn thương. Cho nên mình phải, một mặt mình phải hậu phẫu, mình phải kê chân cao, gấp gối, đồng thời phải sử dụng một số thuốc để mình chống cái tình trạng tắc mạch, tình trạng đông máu để tắc mạch. Nếu như ở những bệnh nhân trước, lần trước chương trình tiếp xúc hồi sinh đã làm, thì nếu gãy chân thì người ta sẽ bó nẹp lại, vắt ốc vít lại. Còn nếu như bị rạn xương, bị nứt xương thế này thì người ta sẽ làm điều trị thế nào? Trường hợp này thì vừa nó gãy rất là nhiều mảnh trên này, đồng thời là nó bị cái mặt khớp nó bị tổn thương, cái nó không còn thẳng. Thì nếu mình không kết hợp xương tốt á, thì cái sau này nó cấp kênh. Cấp kênh cái khớp á, thì sau này sẽ bệnh nhân rất là đau về sau. Và nó bị thoái hóa khớp và nó giảm cái khả năng lao động rất là nhiều. Cho nên phải đặt ra vấn đề là phải nắn hoàn chỉnh cái mặt khớp này lại, để bắt nẹp vít để giữ tất cả cái xương lại. Để mình nhân tập sớm, đi lại sớm thì nó không bị cứng gối, chứ không dễ bị cứng khớp gối. Với kinh nghiệm của bác Ngạc thì bệnh nhân này có thể điều trị khoảng bao lâu ạ? Thường bệnh nhân này thì mình phẫu thuật, nếu mà không có vấn đề gì thì tốt, thì bệnh nhân khoảng 10 ngày thì ra viện. Sau đó được hướng dẫn tập vật lý trị liệu, rồi tập đi chân bằng mạng trước để không chịu lực trên cái cẳng chân. Sau còn cái này thì phải 3 tháng thì mình mới chịu lực được. Tại nó gãy được cái vùng mâm chày, cái vùng nó chịu lực toàn bộ cẳng chân. Cho nên là mình phải khoảng 3 tháng. Sau 3 tháng thì bệnh nhân mới có thể lao động nặng lại được, bắt đầu tập lao động lần lại được. Thưa bác Ngạc ạ, nếu như bệnh nhân về nhà mà điều trị mà chưa hết á, bệnh nhân lao động sớm trở lại, lao động nặng trở lại, thì cái khả năng nó bị gọi là tái lại có cao không? Nếu mà bệnh nhân mà không được hướng dẫn mà vận động sớm á, thì nó có thể nó nhiều cái biến chứng, với có thể là nó bị gãy nẹp. Có nhiều trường hợp là nó bị, nếu mà lao động sớm mà trong cái xương nó chưa lành á, thì có thể gãy cái nẹp, mà gãy ốc, những cái con ốc mà mình bắt mình giữ xương thì có thể bị gãy. Có nhiều trường hợp bị rồi, nếu không hoặc là không cẩn thận là có thể bị chấn thương, người ta té lại cho nên vân vân, hoặc là xe tai nạn gì đó thì nó vẫn bị gãy nẹp. Mà nó gãy nẹp thì nó gãy luôn cả xương à, thì cũng có rồi. Chắc chắn rằng nhờ sự tư vấn của các bác sĩ cũng như là các anh chị điều dưỡng thì bệnh nhân có thể có một cái kiến thức để chúng ta chăm sóc sức khỏe tốt cho bệnh nhân, bởi vì sau khi xuất viện cũng phải, chưa phải là hết. Nếu chăm sóc không tốt thì đôi khi nó gọi là biến chứng xảy ra, cũng như những cái gì mà nãy bác Ngạc nói đó, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Điều này hết sức là quan trọng. Một lần nữa cảm ơn trưởng khoa bác sĩ Trương Ba Ngạc cũng như là điều dưỡng trưởng Diễm Kiều. Chúng tôi sẽ cùng với các bác sĩ ở đây để chúng ta sẽ sớm hỗ trợ giúp đỡ bệnh nhân hay có thể trở về với gia đình. Xin cảm ơn chương trình đã đến tiếp sức cho bệnh nhân, và mong chương trình sẽ có những cái nhiều lần đến ghé thăm để khoa ngoại chấn thương là bệnh viện Phú Yên để mà giúp sức nhiều bệnh nhân hơn nữa. Cảm ơn bác Ngạc. Cảm ơn chị Kiều. Cảm ơn anh Linh. Trên vùng đất với nhiều khó khăn ấy, những đứa con của anh Hay cũng mãi loay hoay để tìm cho mình một công việc kiếm sống. Nhưng dường như cái nghèo, cái khó cứ bó lấy những cơ hội của các em. Nhà nghèo, cha bệnh, ông già, cậu con trai lớn chẳng dám đi làm xa, chỉ quanh quẩn trong làng kiếm vài ba đồng đủ cái ăn hàng ngày, để có thể giúp ba, giúp ông lúc trở trời trái gió. Nhưng cái tuổi của cậu thanh niên đang lớn từng ngày với nhiều hoài bão. Liệu em có tìm được cho mình một con đường tốt đẹp hơn khi cha em vẫn còn nằm đó
với hậu quả của một tai nạn tình cờ ập đến. Con thì cũng mới đi lính giờ, cũng chưa có công an chuyện làm. Đi vô Sài Gòn phụ hồ á, máu phụ hồ được bữa hai bữa, ông chủ thầu á, ông trốn, ông không đưa tiền, rồi mượn tiền bạn bè á, đi về quê, nghe ông về ông bị tai nạn mà nhà cũng không có, thì con cũng gia đình cũng có tiền, con lấy bao đi ra biển làm dây chai, nghe bán được 20-30 ngàn, có tiền để đưa cho mẹ để mua cơm cho ông ba. Nhờ có chương trình từ thiện này, xin cô chú giúp giùm gia đình con. Anh Linh làm việc với bác sĩ trưởng khoa cũng như các bác sĩ ở đây rồi. Tình hình của anh là cũng khá nguy hiểm nếu không có tiền để mua thuốc. Dạ. Bởi vì này phải điều trị thuốc kháng sinh cũng khá nhiều. Dạ. Thuốc mắc tiền đó chị. Dạ. Đúng, không có bảo hiểm đó đâu. Dạ. Không có bảo hiểm luôn. Dạ, không. Tại có sao không mua bằng không mua bảo hiểm? Đi nuôi khô á, đâu mà không có tiền hầu. Thằng lúc mà thằng con đi bộ đội ấy, đi bộ đội thì lính ấy một đeo cái nhà nước cấp cho đồ khô ấy thì cũng có tiền mua. Đầu giờ cái con mới lính như vậy, đồng đeo bây giờ hết rồi. Nhưng mà về kỳ này phải mua bảo hiểm nha, có mấy trăm ngàn cái nhiêu. Dạ, ý là một chủ máy lận, mua hết cả nhà một chủ máy lận. À dạ. Dạ, cái thành không có tiền mua. Nhưng mà làm á, cố gắng dành dụm mình mua cái bảo hiểm cho nó chắc ăn anh à. Dạ dạ. Cuộc sống đôi khi mình có bị thể bị tai nạn bất ngờ bất cứ lúc nào đó. Dạ. Rồi bệnh hoạn nữa, thành ra mua bảo hiểm chắc ăn ha. Dạ. À, hôm nay thì chương trình Tiếp Xúc Hồi Sinh có nhận một phần quà của Hoạt Huyết Xem 3 là 10 triệu đồng. Dạ. Để gửi tặng cho anh chị. Dạ thôi, em cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Trường Linh. Dạ dạ. Bây giờ thì sẽ đi cùng Nguyễn Linh ra đóng tiền viện phí. Dạ. Để các bác sĩ sẽ tiếp tục điều trị, nếu không điều trị để lâu là nguy hiểm lắm anh nha. Dạ dạ. Chúc cho mọi sự tốt lành, chúc cho anh mau chóng hồi phục. Dạ dạ. Dạ cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Trường Linh. Rồi chị để dạ, đi, chị đi với Linh nha. Dạ. À, chị cầm đây đi luôn á. Chị để đi. Để đi. Dạ. Rồi chị đi đóng tiền với Linh. Dạ. Chào anh nha. Xin chúc mừng cho nhân vật của chúng ta. Như vậy đã được sự tiếp sức của các mạnh thường quân trong chương trình. Và mong lắm thay những cái điều tốt đẹp luôn luôn đến với họ. Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhân vật này quý vị nha. Còn bây giờ thì chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Đặc biệt cảm ơn Dược Thảo Phúc Vinh đã đồng hành với Tiếp Sức Hồi Sinh của chúng tôi. Tạm biệt quý vị. Riêng mình nhưng có một ước mơ vẫn còn nơi rất xa, đời nghèo cơm vẫn chưa no lại còn thêm sóng gió, giờ phút định mệnh càng lắm những vòng tay, thời khắc định mệnh càng lắm những vòng tay, tiếp sức hồi sinh. Sức hồi sinh hãy cho nhau cuộc đời, vì cuộc đời còn bao nhiêu mơ ước, vì cuộc đời còn tương lai phía trước, tiếp sức hồi sinh đến với nhau tình người, tiếp sức hồi sinh cho ước mơ thêm rạng ngời, cho yêu thương đong đầy vòng tay ấm lên tình người. Quý vị thân mến, chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh luôn luôn là chỗ dựa, luôn luôn là cầu nối tiếp sức cho tất cả những số phận, những mảnh đời kém may mắn. Hãy đến với chúng tôi Tiếp Sức Hồi Sinh để nhận được những niềm vui, nhận được những điều hạnh phúc và nhận được những giá trị của những tấm lòng hảo tâm. Xin mời quý vị hãy liên hệ với số điện thoại cũng như là địa chỉ đang hiện trên màn hình.
nghẽn mạch, cản trở lưu thông máu, gây đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, mất ngủ, suy giảm trí nhớ. Nghẽn mạch, nguy cơ đột quỵ, tai biến mạch máu não, đau tức ngực, nhồi máu cơ tim, gây tê bì, đau nhức chân tay. Hoạt huyết CM3 dùng cho người thiểu năng tuần hoàn não, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, mất ngủ, giấc ngủ chập chờn, suy giảm trí nhớ, đau mỏi cổ, vai, gáy, đau tức ngực, tê bì, đau nhức chân tay, người đau tức ngực trong bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Hoạt huyết CM3 dùng cho mọi lứa tuổi. Hoạt huyết CM3 của Phúc Vinh kế thừa và phát huy đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bệnh gì thì anh nuôi chị suốt rồi, ai ở nhà đi làm? Đi vào rồi đó, đấy, còn chạy gì làm mướn được, còn hàng ngày chạy xuống rồi mua sữa mua gì cho bà uống.